Đây là bức tranh mừng ngày 8 tháng 3 mà em Nguyễn Thiên Phúc đi học đã được cô giáo hỗ trợ mang về tặng mẹ. Có chữ Thiên Phúc tặng mẹ, hình trái tim đỏ rực. Bữa nay đi học giỏi không? Ăn hết không? Không. Sao vậy? Mùng 8 tháng 3 sao?